bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. Huấn luyện viên Mikel Arteta báo tin dữ Arsenal sau chiến thắng. Sancho dứt tình MU, Barcelona muốn cứu vớt. Chelsea không biết thắng, Pochettino mất phương hướng. Wan-Bissaka dính chấn thương gân khuèo, nghỉ 2 tháng. Huấn luyện viên Mikel Arteta báo tin dữ Arsenal sau chiến thắng. Thuyền trưởng Arsenal thừa nhận Gabriel Martinelli dính chấn thương cơ và đối diện với nguy cơ nghỉ thi đấu dài ngày. Tưởng như Martinelli đã đưa Arsenal vừa lên dẫn trước Everton ở phút 21 sau đường kiến tạo thông minh của Fabio Vieira. Tuy nhiên, va can thiệp và bàn thắng không được công nhận do Nketiah rơi vào thế việt vị trước đó. Mọi thứ càng tồi tệ hơn với cá nhân Martinelli khi anh dính chấn thương cơ ở tình huống bứt tốc lao lên sút tung lưới Everton. Dù được các bác sĩ chăm sóc, nhưng tiền đạo người Brazil vẫn buồn bã rời sân nhường chỗ cho Leandro Trossard. Về tình trạng của cậu học trò, Mikel Arteta nói sau trận: "Tôi nghĩ Gabriel Martinelli cảm thấy vấn đề gì đó trong lúc chạy thoát xuống cố gắng ghi bàn. Cậu ta không phải mẫu cầu thủ thường gặp vấn đề về cơ bắp. Tuy nhiên, chấn thương mới cần được xem xét kỹ lưỡng." Việc mất Martinelli ở thời điểm quan trọng khiến huấn luyện viên Arteta không vui. Giữa tuần này, pháo thủ sẽ trở lại sân chơi Champions League gặp PSV Eindhoven. Nhiều khả năng Leandro Trossard sẽ được xếp là chính lấp vào chỗ trống tiền đạo người Brazil để lại. Trong trận đấu với Everton, chính Trossard tỏa sáng khi bàn thắng duy nhất giúp đội bóng thành London lấy trọn vẹn 3 điểm tại Goodison Park. Jadon Sancho dứt tình MU, Barcelona muốn cứu vớt. Mâu thuẫn giữa Jadon Sancho và huấn luyện viên Ten Hag không hề hạ nhiệt, cho dù nhiều ngày trôi qua. Cầu thủ trẻ người Anh đang lên kế hoạch rời khỏi MU. Jadon Sancho kiên quyết không xin lỗi huấn luyện viên Ten Hag, khiến cuộc khủng hoảng nội bộ MU thêm trầm trọng. Cho đến nay, động thái duy nhất của cầu thủ này đó là xóa bài đăng trên mạng xã hội ngầm chỉ trích huấn luyện viên Ten Hag. Những ngày qua, Jadon Sancho không được tập cùng đội 1 MU. Bản hợp đồng 73 triệu bảng của Quỷ Đỏ vẫn đang âm thầm tập luyện một mình. Anh bị huấn luyện viên Ten Hag và ban huấn luyện phàn nội bộ, không rõ là cho bao lâu. Trong bối cảnh ấy, nguồn tin từ tờ Daily Mail tiết lộ thông tin bất ngờ. Theo đó, Jadon Sancho đang được các tuyển trạch viên của Barcelona theo dõi sát sao. Đội bóng xứ Catalonia nghiêm túc tính chuyện mượn Jadon Sancho trong tháng 1, có thảm thêm điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Huấn luyện viên Xavi tin rằng Jadon Sancho có thể đóng góp nhiều giá trị ở cánh trái, vị trí mà họ hiện đang thiếu chiều sâu sau sự ra đi của FG Abjaouli sang Real Betis và Ansu Fati gia nhập câu lạc bộ Brighton theo dạng cho mượn. Nhưng vấn đề về muôn thuở của Barcelona trong nhiều năm qua đó luôn là tài chính. Thương vụ này có thể gặp khó khăn do Barcelona không chắc ham nổi mức lương 275.000 bảng một tuần của MU đang chi trả. Nguồn tin của tờ Sport cho hay Barcelona sẽ đàm phán để MU hỗ trợ chi trả một phần lương thưởng cho tuyển thủ Anh. Vừa hay, ban lãnh đạo MU cũng không muốn đẩy Jadon Sancho cho mượn để xem cầu thủ này có thể lấy lại phong độ hay không. Họ từng cho Getafe mượn Mason Greenwood trong khi vẫn trả phần lớn lương của tiền đạo này. Tuy nhiên, nếu Jadon Sancho vẫn giữ thái độ bất trị như hiện nay, thương vụ có thể bị chặn đứng. Thay vì cho Jadon Sancho đến Camp Nou chơi bóng, đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn có khả năng bán đứt cựu cầu thủ của Dortmund cho bất cứ đối tác nào, bao gồm các câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út. Nên nhớ, trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng của giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, câu lạc bộ Al Ittihad đã tìm đến nhưng không đạt được thỏa thuận về mức lương của Jadon Sancho. Không ai biết điều gì có thể xảy ra trong phiên chợ tháng 1 khi mà công cụ mua sắm của các câu lạc bộ Ả Rập Xê Út hứa hẹn sẽ còn tiếp diễn. Trong khi đó, nguồn tin thân cận với Jadon Sancho khẳng định tuyển thủ Anh sẵn sàng ngồi dự bị từ nay đến khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa trở lại. Điều đó có nghĩa Jadon Sancho sẽ không chơi thêm trận nào cho MU. Cầu thủ 23 tuổi này không phục huấn luyện viên Ten Hag thể hiện qua việc không xin lỗi huấn luyện viên, nên anh cũng không tha thiết cống hiến trong Quỷ Đỏ nữa. Chelsea không biết thắng, Pochettino mất phương hướng. Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi hòa không bàn thắng với Bournemouth trong thế trận mà những gì Pochettino áp dụng đều không hiệu quả. Tấn công, tấn công, tấn công. Người hâm mộ Chelsea có mặt trên khán đài Vitality không ngừng hô vang trong phần lớn thời gian của hiệp 1 khi chứng kiến đội nhà áp đảo Bournemouth. Ở đây là khả năng kiểm soát bóng áp đảo, liên tục đẩy cao đội hình tấn công và không còn gì khác. Chúng tôi cần tận dụng tối đa những cơ hội mà mình tạo ra. Mauricio Pochettino thất vọng khi trận đấu ở vòng 5 Premier League kết thúc không bàn thắng. Trong 20 hoặc 25 phút đầu tiên, Chelsea xứng đáng ghi bàn, nhưng chúng tôi đã không thể, nhà cầm quân người Argentina nhấn mạnh. Pochettino có lẽ muốn nhắc đến pha dứt điểm đầu trận của tân binh Nicholas Jackson đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành của đội chủ nhà. Đầu hiệp 2, đến lượt Raheem Sterling đá phạt chạm xà ngang trước khi Levi Colwin sút bồi tung lưới Bournemouth nhưng mắc lỗi việt vị. Mặc dù bị khung thành từ chối 2 bàn thắng nhưng không thể xem kết quả trên sân Vitality là câu chuyện của sự kém may mắn. Đó đơn giản là hệ quả của việc những gì mà The Blue thực hiện vẫn chưa đủ tốt. Chelsea cầm bóng áp đảo 64,7%, cố gắng triển khai các đường truyền để tiếp cận khu vực cấm địa đối phương. 14 pha dứt điểm được thực hiện, trong đó có 6 lần bóng đi chính xác nhưng bị thủ môn Neto cản phá.
Ở phía bên kia, Chelsea cũng để Bournemouth thực hiện 13 pha dứt điểm. Trong những phút cuối, chính sự xuất sắc của thủ môn Robert Sanchez, người có 4 tình huống cản phá, đã giúp đội khách không ra về trong cảnh trắng tay. Pochettino mất phương hướng. Sau mùa hè chuyển nhượng ồn ào với số tiền cao nhất thế giới và thiết lập kỷ lục mới, Chelsea chưa tìm thấy diện mạo như Todd Bowley và người hâm mộ kỳ vọng. Pochettino dành nhiều thời gian làm việc ở trung tâm Cobham nhưng hiệu quả không cao. Ở Vitality, sau 4 vòng đầu tiên chọn lối đá 3 trung vệ, cựu thuyền trưởng Tottenham quyết định thay đổi phong cách chơi bóng cho Chelsea với sơ đồ 4-2-3-1. Đây là một trong hai sơ đồ yêu thích trong tư duy bóng đá của Pochettino được ông sử dụng thường xuyên tại PSG bên cạnh phong cách 4-3-3. Với sự điều chỉnh này, trong bối cảnh Moises Caicedo bị chấn thương, Pochettino xếp Leslie Ogbonchukwu đá cặp tiền vệ trung tâm với Conor Gallagher. Andrew Fernandes được đẩy lên đá số 10. Thay đổi của Pochettino cũng gồm việc không quên chiếm giữ vai trò hậu vệ trái của Ben Chilwell. Muric được chọn ở vị trí tiền đạo cánh để phát huy phẩm chất kỹ thuật cùng các pha đột phá vào trung lộ. Nhìn Chelsea thi đấu, chúng ta thấy rõ đội thiếu điều gì đó mà Pochettino chưa thể đạt được. Chính xác là thiếu sự quyết liệt cần thiết và hiệu quả trong các pha xử lý cuối, đặc biệt trong khu vực 1/3 cuối sân. Mọi vị trí trên sân của Chelsea đều đá chưa đủ tốt, ngoại trừ Gallagher, sự lựa chọn thứ tư cho băng đội trưởng. Anh tưởng như phải rời đi trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua sau khi đội chủ sân Stamford Bridge mua quá nhiều tiền vệ. Chỉ ghi 5 bàn sau 5 trận, giành 5 điểm và đứng nửa dưới bảng xếp hạng bóng đá Anh, áp lực lớn đang dồn lên đôi vai của Pochettino. Wan-Bissaka dính chấn thương gân khuèo nghỉ 2 tháng. MU chính thức xác nhận Aaron Wan-Bissaka dính chấn thương gân khuèo ở trận thua thảm 1-3 trước Brighton, khả năng nghỉ thi đấu 2 tháng. Vận hạn liên tiếp đeo bám vào thử thách MU ở mùa giải 2023-2024 với tin xấu mới nhất ập đến. Hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka dính chấn thương gân khuèo phải ngồi ngoài một số tuần. Wan-Bissaka chỉ vào sân thay Sergio Reguilón ở phút 85 trận MU 1-3 trước Brighton vòng 5 ngoại hạng Anh vào tối thứ bảy vừa qua. Tuy nhiên anh đã gặp phải chấn thương mới được Quỷ Đỏ xác nhận vào hôm nay ngày 18 tháng 9. Aaron Wan-Bissaka sẽ phải ngồi ngoài một thời gian sau khi dính chấn thương vào cuối trận đấu hôm thứ bảy giữa MU và Brighton, trang chủ Quỷ Đỏ xác nhận. Theo câu lạc bộ, để xác định Wan-Bissaka cụ thể phải nghỉ thi đấu bao lâu thì cần thêm những kiểm tra đánh giá. Tuy nhiên, dấu hiệu ban đầu cho thấy sẽ mất khoảng vài tuần. Dù vậy, theo tờ The Athletic, với tình hình của Wan-Bissaka thì khả năng phải ngồi ngoài tới 2 tháng. Wan-Bissaka đã có mặt trong cả 5 trận đấu tại Premier League mùa này. Đây là một tổn thất khác của MU khiến huấn luyện viên Ten Hag không khỏi đau đầu sau những Mason Mount, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Rafael Varane đều cảnh thương binh chưa thể trở lại. Ngoài ra, tân binh Sofian Amrabat cũng mang chấn thương từ câu lạc bộ cũ Fiorentina tới nên chưa thể giúp đỡ Quỷ Đỏ vào lúc này. Do vắng Wan-Bissaka, Diogo Dalot có thể đá chính ở vai trò hậu vệ phải trong chuyến làm khách của MU trên sân của Bayern Munich ra quân vòng bảng Champions League lúc 2 giờ ngày 21 tháng 9.